Xin kính chào thầy quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ đến quý vị các bạn nội dung anh em tân binh học về công tác điều lệnh đội ngũ. Thì trong những bài học trước thì anh em đã tiến hành học một số động tác điều lệnh đội ngũ tại chỗ rồi, như nghiêm nghỉ, quay tại chỗ, và đặc biệt là có động tác đi đều đứng lại, chủ yếu là tập động tác ke tay là chính. Thì hôm nay anh em tiếp tục luyện tập nội dung bài nâng cao hơn, là bài đi nghiêm. Đó, động tác đi nghiêm thì có liên quan đến ke chân. Anh em quan sát, các bạn quan sát động tác ke chân, anh em tập chung và tập riêng. Thì bây giờ anh em đang tập ở vị trí cái vạch ke tay ke chân nhé. Đầu tiên thì có vạch ke tay, phía dưới thì cũng có vạch ke chân. Đối với động tác đi nghiêm này thì chân đánh về phía trước, bàn chân song song mặt đất và cách mặt đất là 30 cm nhé. Quan trọng nhất là đối với động tác ke chân này là khi đưa chân ra là phải khóa được ngay cái khớp gối lại để tránh cái hiện tượng mổ cò. Nhìn nét mặt của anh em tập nội dung này cũng khá là vất vả hơn so với động tác điều lệnh. Đây, đồng chí Lê Anh Tú đây rồi. Đấy, chào chú Tú nhá. Anh em tập luyện rất là hăng say. Đấy. Chân rất là thẳng. Thời gian thì tập sẽ tiến hành nâng cao dần. Đấy, thời gian tiến hành ke chân và ke tay. Đấy. Từ thấp lên cao. Đấy. Sau một thời gian thì anh em sẽ tập nâng cao dần với thời gian, cái chân cái tay hơn thì sẽ bảo đảm tốt về cái kết quả. Đấy. Tranh thủ ít phút chia sẻ ngắn gọn về động tác điều lệnh đội ngũ tập động tác đi nghiêm. Đấy, có cái chân cái tay để cho mọi người biết là bộ đội tập luyện rất là vất vả là như vậy. Đấy. Thì trong một thời gian nữa thì anh em sẽ đi được rất là tốt, nếu mà với cái đà vẫn cái sự cố gắng luyện tập như vậy sẽ bảo đảm. Ok, anh chia sẻ thú vị cho mọi người như vậy nhé. Xin chân thành cảm ơn. Trong gian tới mình sẽ cố gắng chia sẻ những nội dung khác mà cuộc sống đời thường của đội. Các bạn muốn tiếp tục theo dõi ủng hộ mình nhé. Ok. Yêu dấu có một thời ta từng sống bên nhau, từng đam mê những con đường và tình hát. Tuổi thanh xuân ta đã qua những khu rừng thắm áo đào của bạn bè, bạn sao vậy đây khát khao. Ta đã hát vang trời giữa làn khói bao vui, những đoạn đường, những kỷ niệm, những buồn. Về ngồi bên nhau, tay trong tay với những người bạn chiến đấu. Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời, tìm lại mình trường sơn ngày xưa ấy. Người tìm nghĩa trang buồn dâng một nén hương trầm, thương người bạn vẫn nằm lại cánh rừng đêm. Người tìm đến con đường xưa bạn vẫn mong chờ, sau hòa bình xây dựng thành phố. Về ngồi bên nhau, tay trong tay như những người bạn chiến đấu. Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời, tìm lại mình trường sơn ngày xưa ấy. Ngày xưa ấy bây giờ vẫn một khúc quân hành, vẫn lời thề.